Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài hoàn thành phản ứng ô xóa khử. Thì phần phản ứng xóa khử không phải chúng ta chỉ học trong chương trình lớp 12, mà chúng ta đã biết phản ứng xóa khử từ chương trình lớp 10. Trong chương trình lớp 10 thì chúng ta đã cân bằng phản ứng xóa khử. Lớp 11 chúng ta cũng cân bằng phản ứng xóa khử. Lớp 12 thì yêu cầu đòi hỏi cao hơn, chúng ta phải hoàn thành được phản ứng xóa khử. Thế đầu tiên thầy sẽ nhắc lại phần chương trình lớp 10 và lớp 11, phần cân bằng phản ứng ô xóa khử. Một la mã. Cân bằng phản ứng oxy hóa khử. Trong cần cân bằng phản ứng xóa khử thì về nguyên tắc chúng ta đã có 3 cách cân bằng. Cách đầu tiên dễ nhất, chúng ta cân bằng bằng phương pháp đại số. Cách thứ hai là chúng ta cân bằng bằng phương pháp electron. Và cách thứ ba là chúng ta cân bằng bằng phương pháp ion electron. Hôm nay thầy với chúng ta sẽ cùng làm là cân bằng bằng phương pháp electron. Bước 1 là tính số oxy hóa. Tính số oxy hóa của các nguyên tử. Bước 2 thiết lập quá trình oxy hóa. Và quá trình khử. Rồi cân bằng hai quá trình theo nguyên tắc chung. Bước 3 cân bằng các nguyên tử còn lại mà không có sự thay đổi số xóa. Trước tiên là kim loại. Xong đến gốc axit. Nguyên tử hydro. Bước 4. Kiểm tra. Thông thường thì chúng ta kiểm tra bằng cách cộng số nguyên tử ở oxy ở hai vế. Nếu bằng nhau thì phương trình đúng. Bây giờ thầy sẽ đưa cho em các ví dụ. Ví dụ 1. Cân bằng phản ứng ô xóa khử sau bằng phương pháp electron. KmNO4 cộng FeSO4 cộng H2SO4 phản ứng tạo thành K2SO4 cộng MnSO4 cộng Fe2SO4 3 lần cộng với nước. Thế vào một phản ứng xóa khử không phải là chúng ta tính số xóa của tất cả các nguyên tố, mà chúng ta chỉ tính số xóa của những nguyên tố có khả năng thay đổi thôi. Thế trong một phản ứng xóa khử thì các bạn nhớ rằng các nguyên tố như hydro luôn luôn dương 1, oxy luôn luôn -2, kali thuộc phân nhóm chính nhóm 1 thì luôn luôn là dương 1. Vậy các nguyên tố có khả năng thay đổi số xóa gồm có mangan, sắt và lưu huỳnh. Thế nhưng chúng ta thấy lưu huỳnh của chúng ta ở phía trước nằm dưới dạng gốc SO4.
ở phía sau cũng nằm dưới dạng gốc ép số 4. Khi đó lưu huỳnh không có sự thay đổi số xóa. Vậy thì chỉ có mangan và sắt là có sự thay đổi số xóa. Khi đó ta cần tính. Ở đây chúng ta sẽ có, thứ nhất là, một là chúng ta có thể nhẩm được mangan dương 7. Nếu bạn nào quên cách tính số xóa thì ở cuối video tôi đã có một bảng cung cấp cho các bạn quy tắc tính số xóa. Ngoài ra chúng ta có thể làm như sau. Tổng đại số số xóa của các nguyên tử trong một phân tử luôn luôn bằng 0. Khi đó chúng ta có, ở đây có một nguyên tử kali. Số oxy hóa của kali cộng với, có một nguyên tử mangan, số oxy hóa của mangan, có bốn nguyên tử oxy, bốn lần số xóa của nguyên tử oxy, tổng này bằng 0. Số kali là dương 1. Số xóa của mangan đang cần tính, tôi đặt là x. 4 lần số xóa của oxy, 4 nhân với trừ 2 bằng 0. X bằng dương 7. Trong phân tử FeS số 4, axit 2 số 4 có hai nguyên tử hydro, cho nên gốc S số 4 là trừ 2, phần sắt là dương 2. Tương tự, mangan gốc S số 4 là trừ 2, vậy mangan là dương 2, sắt đây là dương 3. Chúng ta xong bước 1. Bước 2, chúng ta thiết lập các quá trình oxy hóa và quá trình khử. Chúng ta sẽ có mangan từ dương 7 xuống mangan dương 2 cộng vào 5E. Sắt từ dương 2 sang sắt dương 3 vứt đi 1E. Nhưng chúng ta thấy sắt có hệ số 2 ở phía dưới, Fe2S số 4 3 lần. Chúng ta nhân hệ số 2 đó lên, chúng ta sẽ có 2, 2, 2. Phía trên mangan nhận vào 5E, phía dưới sắt cho đi 2E, bộ số chung nhỏ nhất là 10. Khi đó chúng ta nhân trên với 2, nhân dưới với 5. Chúng ta nhân vào 2 mangan dương 7, 2 KmNO4, 2 mangan dương 2, 2 MnS số 4. 5 x 2 là 10 sắt dương 2, 10 Fe số 4. 5 x 2 là 10 sắt dương 3, 5 đây là đủ. Vì chúng ta sẽ có 5 x 2 là 10. Đây là bước 2. Bước 3, cân bằng các nguyên tử không có sự thay đổi số xóa. Đầu tiên chúng ta kể đến kim loại, chúng ta có 2 kali, bên này K2 đủ. Sau đó cân bằng đến gốc S số 4. Đằng sau chúng ta thấy chỗ này có một gốc S số 4, chỗ này có hai gốc S số 4 là 3, chỗ này có 15 gốc S số 4 là 18. Đáng ra 18 gốc S số 4 đó đều lấy từ H2 số 4. Nhưng thằng này nó bảo nó cung cấp mất 10 gốc vào đây rồi. Vậy chỉ còn có 8 gốc lấy từ H2 số 4. Ta sẽ có 82 số 4. 82 số 4 thì 8 nước. Phương trình của chúng ta cân bằng. Ở phương trình này, nếu chúng ta muốn kiểm tra, chúng ta cộng oxy hai vế, nhưng chúng ta không cộng tất tần tật oxy hai vế, mà chúng ta thấy rằng oxy nằm trong gốc S số 4 chúng ta đã cân bằng rồi. Vậy chúng ta chỉ cân bằng oxy ngoài gốc S số 4. Chúng ta thấy chỗ này có 2 x 4 là 8. Bên này 8 x 1 là 8. Hai vế oxy bằng nhau, vậy phương trình đúng. Đấy là ví dụ 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2, cân bằng phản ứng oxy hóa khử sau bằng phương pháp electron. Cu cộng với NaNO3 cộng với HCl tạo thành CuCl2 cộng với NaCl
cộng với NO cộng với nước. Trong phản ứng này, đồng đằng trước có số là 0, đằng sau đồng dương 2. Nitơ đây dương 5, nitơ đây dương 2. Chúng ta có đồng từ 0 sang đồng dương 2 trừ 2E. Nitơ từ dương 5 xuống nitơ dương 2 cộng vào 3E. Trên cho đi 2E, dưới nhận vào 3E. Bổ sung nhỏ nhất là 6. Chúng ta nhân trên với 3, nhân dưới với 2. Chúng ta nhân vào 3 đồng 0, 3 đồng 0, 3 đồng dương 2, 3 CuCl2, 2 nitơ dương 5, 2 NaNO3, 2 nitơ dương 2, 2 NO. Sau đó chúng ta cân bằng đến các nguyên tử kim loại không có sự thay đổi số xóa. Ở đây chúng ta có 2 natri, bên này chúng ta sẽ là 2 NaCl. Sau đó cân bằng gốc axit. Gốc axit đây là gốc Cl trừ. Chúng ta có 3 x 2 là 6, cộng với chỗ này 2 nữa là 8. Chúng ta sẽ có 8HCl. 8HCl chúng ta sẽ có 8 hydro. 8 hydro thì 4 nước. Phương trình cân bằng. Chúng ta chuyển sang ví dụ 3. Ví dụ 3. Cân bằng phản ứng ô xóa khử sau bằng phương pháp electron. Fe3O4 cộng với HNO3 tạo thành FeNO3 3 lần cộng với NO cộng với nước. Trong phương trình này chúng ta có tính số xóa của sắt và số xóa của nitơ. Chúng ta có mỗi oxy là trừ 2, 4 oxy là trừ 8. Vậy phần sắt phải là dương 8, có 3 nguyên tử sắt, mỗi nguyên tử sắt là dương 8 phần 3. Trong này nitơ dương 5, sắt đây là dương 3, nitơ dương 2. Ta có sắt từ dương 8 phần 3 sang sắt dương 3. Ta không để cái số xóa có dạng mẫu số thế này, chúng ta cân bằng một, mà chúng ta phải nhân cho mất mẫu số. Chúng ta nhân bằng đúng mẫu số. Nhân cả hai vế với 3. 3. 3. 3 nhân với dương 8 phần 3 là dương 8. 3 nhân với dương 3 là dương 9. Từ dương 8 sang dương 9 vứt đi 1E. Nitơ từ dương 5 xuống nitơ dương 2 cộng vào 3E. Trên vứt đi 1E, dưới nhận vào 3E. Bộ số chung là 3. Chúng ta nhân trên với 3, nhân dưới với 1. Tôi nhân vào 3 x 3 là 9, sắt dương 8 phần 3. Ở đây 3 là đủ, vì 3 x 3 là 9. 3 x 3 là 9, sắt dương 3. 9 FeNO3 3 lần. 1 nitơ dương 5. Ta ghi nhận ở đây có 1 nitơ dương 5. Nitơ dương 5 này để tạo NO. 1 nitơ dương 2, 1 NO. Sau đó chúng ta sẽ cân bằng. Kim loại ở đây không có, vậy chúng ta cân bằng ngay gốc axit. 9 x 3 27, cộng 1 là 28. 28 HNO3 có 28 hydro. 28 hydro chúng ta chia đôi ra, chúng ta sẽ có 14 nước. Phương trình của chúng ta cân bằng. Đấy là thầy nhắc lại 3 ví dụ về phần cân bằng phản ứng xóa khử. Bây giờ chúng ta chuyển sang cách hoàn thành phản ứng ô xóa khử. Hai la mã.
Hoàn thành phản ứng xóa khử. Hiện tại trong các đề thi đại học chúng ta mới chỉ cân bằng phản ứng xóa khử. Ở cái mức độ cao hơn là người ta chỉ cho chúng ta các chất trước phản ứng. Sau đó chúng ta phải tự điền các chất sau phản ứng rồi mới cân bằng. Chứ chúng ta phải đi qua các bước như sau. Bước 1. Bước 1. Từ các chất đầu bài cho tính số oxy hóa. Tính số oxy hóa của các nguyên tố. Để từ đó sơ lược xác định được chất oxy hóa, chất khử và chất làm môi trường. Bước 2. Căn cứ vào môi trường của phản ứng, xác định sự thay đổi số xóa. Thay đổi số oxy hóa. Bảng môi trường các bạn sẽ xem ở phần cuối video. Từ đó viết các ion tạo thành sau phản ứng. Ion tạo thành sau phản ứng. Bước 3. Hoàn thành các chất sau phản ứng dưới dạng phân tử. Hoàn thành các chất sau phản ứng dưới dạng phân tử. Bằng cách cho các ion dương kết hợp với các ion âm. Thông thường là tôi cho ion kim loại kết hợp với gốc axit môi trường. Gốc axit môi trường. Bước 4 là cân bằng phương trình và hoàn thành được. Bước 4. Cân bằng phương trình vừa hoàn thành được. Tức là chúng ta trở lại như ở phần 1 La Mã. Đó là các bước tiến hành. Bây giờ chúng ta chuyển sang các ví dụ. Ví dụ 1. Hoàn thành phản ứng oxy xóa khử sau. Hoàn thành phản ứng oxy xóa khử sau. KmNO4. KmNO4 cộng với FeSO4 cộng với H2SO4 cộng với H2SO4. Thế thì trong bài tập, nếu là bài tập trắc nghiệm, người ta có thể bảo chúng ta là tổng hệ số của các chất trước phản ứng này. Sau đó người ta cho chúng ta 4 đáp số A, B, C, D. Thế muốn biết là nó rơi vào A hay B hay C, D thì chúng ta phải biết là các chất sau phản ứng nó tạo ra là cái gì. Sau đó chúng ta cân bằng giống như một La Mã. Thì chúng ta mới biết là tổng hệ số trước bằng bao nhiêu chúng ta mới tích được. Thế muốn thế thì đầu tiên chúng ta có tính số xóa của các nguyên tố. Chủ yếu chúng ta sẽ tính số xóa của các kim loại. Ở đây kali thì luôn luôn là dương 1 rồi. Mangan dương 7. Sắt dương 2. Bây giờ đến bước 2, chúng ta căn cứ vào môi trường của phản ứng để xác định sự thay đổi số xóa của các nguyên tố. Chủ yếu là chúng ta xác định sự thay đổi số xóa của kim loại. Thế các bạn nhìn xuống dưới video thì chúng ta có một cái bảng sự biến đổi số xóa của các chất trong môi trường tiến hành phản ứng. Thế chúng ta thấy này, kali thì nó không thay đổi số xóa trong các phản ứng xóa khử. Vậy sau phản ứng chúng ta vẫn là K cộng. Chúng ta viết là
ion K cộng. Mangan dương 7, các bạn nhìn thấy hợp chất KMNO4 có 3 sự biến đổi số xóa. Trong môi trường axit, nó tạo thành mangan với số xóa là dương 2 và tạo ra ion Mn2 cộng. Vậy chúng ta sẽ có Mn2 cộng. Sắt dương 2, các bạn nhìn xuống cuối bảng. Trong các môi trường có tính ô xóa mạnh như KMNO4 trong môi trường axit, K2CR2O7 trong môi trường axit, HNO3, H2SO4 đặc nóng thì nó tạo thành sắt dương 3, nó tạo thành ion sắt 3 cộng. Sau khi chúng ta điểm danh hết các ion kim loại rồi thì xong bước 2, chúng ta sang bước 3 là hoàn thành các chất sau phản ứng dưới dạng phân tử bằng cách chúng ta cho các ion kim loại kết hợp với gốc axit môi trường. Ở đây môi trường của chúng ta là môi trường SO4. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có K2SO4 cộng với MnSO4 cộng với Fe2SO4 3 lần cộng với nước. Sau đó chúng ta cân bằng giống như phần 1 La Mã, chúng ta sẽ được 2KMNO4 10FeSO4 8H2SO4 1K2SO4 2MnSO4 5Fe2SO3 lần 8 nước. Đấy là chúng ta hoàn thành được một phản ứng ô xóa khử. Chúng ta sang ví dụ 2 hoàn thành phản ứng ô xóa khử sau. Chúng ta có K2CR2O7 cộng với HCl. Đầu bài người ta chỉ cho chúng ta là Cl2 thôi. Còn ... Thế bây giờ chúng ta muốn biết là cái ... này là cái gì? Thì chúng ta phải biết là sau phản ứng nó tạo ra những cái gì rồi chúng ta mới cân bằng được. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu này. Kali của chúng ta vẫn là dương 1. Chrome ở đây là dương 6. Clor là -1. Clor -1 đã sang đây là clor 0 rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ điểm danh các ion kim loại. Đầu tiên chúng ta có kali sau phản ứng vẫn là K cộng. Chrome dương 6, các bạn nhìn vào bảng môi trường, chúng ta thấy là chrome dương 6 sau phản ứng tạo thành chrome dương 3, nó tạo thành ion Cr3 cộng. Vậy chúng ta sẽ có cộng với Cr3 cộng. Rồi, hết các kim loại rồi. Cuối cùng chúng ta thấy là gì? Còn có hydro và oxy thì đằng sau là nước. Bây giờ tôi cho tất cả các ion kim loại kết hợp với gốc axit môi trường. Axit đây là Cl trừ, chúng ta sẽ có KCl cộng với CrCl3 cộng với nước. Và các bạn cân bằng giống như phần 1 La Mã, chúng ta sẽ được là 14HCl 3 clo 2KCl 2CrCl3 và 7 nước. Đấy là xong ví dụ 2. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp sang ví dụ 3. Ví dụ 3, hoàn thành phản ứng xóa khử. Chúng ta có K2CR2O7 cộng với H2S cộng với H2SO4. Đầu bài chỉ cho chúng ta lưu hình kết tủa và ... thì sao? Thế bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Kali vẫn là dương 1. Chrome vẫn là dương 6.
Lưu huỳnh ở đây là lưu huỳnh trừ 2 và lưu huỳnh đây là lưu huỳnh dương 6. Bây giờ chúng ta phải xác định xem lưu huỳnh không ở đây là do lưu huỳnh trừ 2 tạo ra hay do lưu huỳnh dương 6 tạo ra. Nếu lưu huỳnh trừ 2 tạo ra lưu huỳnh không thì môi trường của chúng ta là môi trường 2 số 4. Nếu lưu huỳnh từ dương 6 tạo ra lưu huỳnh không thì môi trường của chúng ta là môi trường H2S. Và nó ảnh hưởng đến chúng ta cho các ion kim loại kết hợp với gốc axit thì không biết là gốc S2- hay là gốc SO4-. Thế rất nhiều bạn sẽ không biết là hai thằng này thì thằng nào tạo ra lưu huỳnh không. Có một số bạn mặc định là thằng này là axit mạnh cho nên nó là môi trường. Cái đấy thì phần lớn là chúng ta đúng. Thế nhưng mà trong một số trường hợp chúng ta phải chỉ rõ xem tại sao nó là môi trường. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Kali thì vẫn là K cộng rồi. Chrome từ dương 6. Hai đồng chí này, đồng chí nào cũng là axit cả. Cho nên là ai là axit thì chrome từ dương 6 vẫn tạo thành chrome dương 3 trong Cr3 cộng. Vậy lúc này chúng ta thấy chrome từ dương 6 xuống chrome dương 3, chrome nhận vào 3 điện tử. Và khi chrome nhận vào 3 điện tử thì chất nào phản ứng xóa khử với nó phải cho điện tử ra. Lưu huỳnh dương 6 bảo là số xóa của tao đã là cao nhất rồi, không thể bỏ ra được nữa. Vậy lưu huỳnh trừ 2 nó bảo là sẽ bỏ ra 2 điện tử để tạo ra lưu huỳnh không. Vậy thì lúc đó H2O4 đóng vai trò là môi trường. Chúng ta sẽ cho tất cả các ion kim loại kết hợp với gốc axit môi trường. Chúng ta sẽ có K2SO4 cộng với Cr2SO4 3 lần cộng với nước. Sau khi chúng ta viết được các chất sau phản ứng rồi thì chúng ta sẽ cân bằng. Chúng ta sẽ có giống như cách 1, chúng ta sẽ có 3H2S 4H2S 4 3 lưu huỳnh 1 K2 số 4, 1 Cr2 số 4 lần, 7 nước. Chúng ta thấy gốc S số 4 đã cân bằng rồi, chúng ta không cân bằng lại oxy. 7 x 1 là 7 oxy, 7 x 1 là 7 oxy. Phương trình chúng ta cân bằng. Đấy là chúng ta xong được ví dụ 3. Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 4. Chúng ta sang ví dụ 4. Hoàn thành phản ứng ion xóa khử sau. K2Cr2O7 cộng với FeSO4 cộng với H2SO4 phản ứng tạo thành K2SO4. Đầu bài chỉ cho chúng ta thế thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính kali thì vẫn là K cộng, chrome vẫn là chrome dương 6, sắt dương 2. Thế bây giờ chúng ta có này, kali là dương 1, trong phản ứng xóa khử nó vẫn là dương 1. Người ta cho cái số 4 chả có giá trị gì cả. Cái này tự chúng ta cũng suy luận được. Bây giờ chrome từ dương 6 trong môi trường axit thì tạo thành chrome dương 3, tạo thành Cr3 cộng. Bây giờ chúng ta có sắt từ dương 2 trong các môi trường có tính ion xóa mạnh như K2Cr2O7 trong môi trường axit thì nó tạo thành sắt dương 3, tức là Fe3 cộng. Chúng ta có đằng trước có oxy, có hydro, đằng sau nó sẽ là nước. Chúng ta cho các ion kim loại kết hợp với gốc axit môi trường. Axit môi trường của ta là gốc SO4. Vậy tôi có Cr2SO4 3 lần
Fe2 SO4 3 lần cộng với nước. Và sau đó chúng ta sẽ cân bằng. Chúng ta sẽ được 6 Fe số 4, 7 H2 số 4, 1 K số 4, 1 CR2 số 3 lần, 3 Fe2 số 3 lần và 7 nước. Phương trình của chúng ta cân bằng. Đó là chúng ta xong được ví dụ 4. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ 5. Chúng ta vào ví dụ 5. Ví dụ 5. Hoàn thành phản ứng xóa khử sau. Hoàn thành phản ứng xóa khử sau. K2 CR2O7 cộng với SO2 cộng với H2SO4. Đầu bài lần này cho chúng ta tạo thành K2SO4 cộng với hai cái chấm chấm đằng sau. Tức là sau phản ứng ngoài K2SO4 còn hai chân nữa. Thế bây giờ chúng ta vẫn có kali, bên này là dương 1, chrome dương 6, SO2 lưu huỳnh dương 4, trong hai số 4 thì lưu huỳnh dương 6 và bên này lưu huỳnh là dương 6. Thế thì kali là K cộng, trong phản ứng xóa khử thì vẫn là K cộng, tạo thành K2SO4. Cái này không cần cho, chúng ta vẫn có thể viết được. Chất thứ hai là chrome từ dương 6 trong môi trường axit thì tạo thành Cr3 cộng. Thế bây giờ chúng ta có chrome từ dương 6 sang chrome dương 3, chrome cho đi 3 điện tử, thì khi đó chất phản ứng với nó bắt buộc phải bỏ điện tử ra. Ở đây chúng ta có thể là lưu huỳnh dương 6 không thể bỏ điện tử được nữa rồi. Vậy chỉ còn có lưu huỳnh dương 4. Mà lưu huỳnh dương 4 bỏ điện tử ra thì các bạn nhớ là nó phải bỏ hai điện tử để tạo thành lưu huỳnh dương 6, không có lưu huỳnh dương 5. Thế bây giờ chúng ta xem là cái đằng sau có thể là cái gì? Đằng sau có thể là SO3 được không? Nếu là SO3, trong này đúng là lưu huỳnh dương 6. Thế nhưng chúng ta thấy là sau phản ứng người ta chỉ cho chúng ta hai chất nữa thôi, chúng ta phải điền. Thế mà đằng trước của chúng ta có oxy, có hydro, mà đằng sau thì không thấy có hydro và oxy, chứng tỏ nếu tạo SO3 chúng ta sẽ không cân bằng được. Thế bây giờ tạo thành H2SO4. Tạo thành H2SO4 cũng lưu huỳnh dương 6. Nhưng nếu tạo thành 2 số 4 thì bây giờ vấn đề xảy ra là không có phương trình nào đằng trước có 2 số 4, đằng sau lại có H2 số 4 như thế nữa. Vậy theo các bạn nó tạo ra cái gì? Theo tôi nó tạo ra nước là hợp lý nhất. Vậy chúng ta điền nước vào phương trình. Thế khi điền nước vào phương trình rồi thì bây giờ chúng ta mới hoàn thành phương trình. Chúng ta cho nốt cái Cr3 cộng với gốc SO4 của môi trường là Cr2 SO4 3 lần. Và sau đó chúng ta cân bằng được là 3 SO2 một nước. Phương trình của chúng ta cân bằng. Đấy là chúng ta hoàn thành được ví dụ 5. Chúng ta sang ví dụ 6. Ví dụ 6. Hoàn thành phương trình phản ứng ô xóa khử sau. Hoàn thành phương trình phản ứng ô xóa khử sau. KmNO4 cộng với K2SO3 cộng với cao H. Phản ứng đầu bài chỉ cho chúng ta là K2SO4 cộng với chấm chấm chấm. Lúc này phản ứng xóa khử xảy ra trong môi trường 3 giờ kiềm. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tính số xóa của các nguyên tố. Kali dương 1, mangan dương 7. Kali đây là dương 1,
Lưu hình đây là dương 4. Lưu hình đây là dương 6. Vậy chúng ta thấy là cái lưu hình dương 6 này là do lưu hình dương 4 tạo ra. Thế bây giờ chúng ta điểm danh các phần còn lại. Thì chúng ta có mangan dương 7 trong môi trường ba dư kiềm, nó tạo thành mangan dương 6 nằm trong hợp chất K2MnO4. Cuối cùng cộng với nước, mangan dương 6. Rồi, chúng ta cân bằng được 2 1 2 1 2 1. Đấy là hoàn thành được phương trình số 6. Chúng ta chuyển sang một bài toán, phần tính toán. Trong phần bài tập tính toán thì tôi lấy luôn phần bài 1 là đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2007 trong phần bài tập tính toán để hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta hòa tan 5,6 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư. Chúng ta thu được dung dịch X. Từ dung dịch X, chúng ta cho tác dụng với dung dịch KMnO4 0,5M thì vừa đủ là V ml. Và đầu hòa yêu cầu chúng ta tính giá trị V bằng bao nhiêu. Trên cơ sở đó người ta cho chúng ta 4 đáp án. A là 80 ml, B là 40 ml, C là 20 ml và D là 60 ml. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên chúng ta đổi số mol của sắt ra. Chúng ta có số mol của Fe bằng 5,6 chia cho 56 bằng 0,1 mol. 5,6 chia cho 56 bằng 0,1 mol. Thế chúng ta có Fe cộng với H2SO4 loãng. Thì các bạn nhớ hộ tôi là khi cho sắt tác dụng H2SO4 loãng thì muối thu được luôn luôn là muối sắt 2. Fe SO4 cộng với hydro. Thế nếu chúng ta có 0,1 mol FeSO4 thì chúng ta phản ứng tạo ra được 0,1 mol FeSO4. Khi đó dung dịch của chúng ta có dung dịch X có 0,1 mol FeSO4, 0,1 mol FeSO4. Ngoài ra chúng ta còn có H2SO4 dư. Thế bây giờ chúng ta cho dung dịch KMnO4 vào đây thì chúng ta sẽ có phản ứng FeSO4 cộng với KMnO4 cộng với H2SO4 tạo thành K2SO4 cộng với MnSO4 cộng với Fe2SO4 3 lần cộng với nước. Chúng ta cân bằng lên được là 2 10 8 1 2 5 8. Thế nếu đây tôi có 0,1 mol FeSO4 thì tôi phản ứng cần là 0,02 mol KMnO4. Vậy khi đó chúng ta có thể tích dung dịch KMnO4 bằng 0,02 chia cho 0,5M bằng 0,04 lít hay bằng 40 ml. Khi đó đáp số của chúng ta là B. Đấy là bài toán chúng ta phải cân bằng.
Thế nếu trong trường hợp chúng ta không phải cân bằng, tức là chúng ta phải làm thật nhanh ra đáp số, thì chúng ta nhẩm như sau. Chúng ta có FE S số 4 cộng với KMNO 4 cộng với H2SO4. Chúng ta vẫn phải biết các chất sau phản ứng tạo ra cái gì. K2SO4 cộng với MnSO4 cộng với Fe2SO4 3 lần cộng với nước. Chúng ta chỉ cần quan tâm là sắt đằng trước là dương 2, sau phản ứng tạo thành sắt dương 3. Mangan từ dương 7 tạo đây mangan dương 2. Sắt từ dương 2 sang sắt dương 3, chúng ta viết một mũi tên ra được, vứt đi một e. Mangan từ dương 7 xuống mangan dương 2, chúng ta quy ước là mũi tên đi vào là 5 e. Bộ số chung là 5. 5 chia 1 được 5. 5 chia 5 được 1. Vậy hệ số cân bằng của nó là 5,1, cũng tương ứng là 10 chia 2. Vậy nếu đây là 0,1 mol FeS số 4 thì chỗ này sẽ là 0,02 mol KMnO 4. Và thể tích của nó vẫn là thể tích dung dịch KMnO 4 vẫn bằng 0,02 chia cho 0,5 bằng 0,04 lít hay bằng 40 ml. Cách này thì cho chúng ta làm nhanh hơn là chúng ta cân bằng, tức là chúng ta cần tính giá trị nào thì chúng ta cân bằng ở giá trị đó. Đấy là bài số 1 phần bài tập tính toán. Hôm nay thầy và trò mình đã làm xong phần hoàn thành phản ứng xóa khử với 6 ví dụ và một bài tập tính toán. Các bài còn lại thì mong các em làm thật tốt để chúng ta bước vào kỳ thi tốt hơn.